Hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ tập trung vào cái dáng cruiser nha anh em. Đây, thì hôm nay hàng có TBL 500 này. Lâu quá rồi mình toàn quay mấy xe thể thao mà không có quay xe của mấy anh em lớn tuổi nha. Thì bữa nay tập trung vào quay hai con cruiser nha anh em. Đây, Intruder 400 nha anh em. Ok, thì anh em theo dõi clip này nha, mình sẽ quay chi tiết cho anh em hai con hàng này. Rồi ok, hàng của anh em đây, hôm nay có hai con hàng cực kỳ VIP. Anh em dành cho mấy anh em lớn tuổi nhá. Mấy anh em trẻ trẻ thì mấy bữa nay quay quá nhiều rồi, nói chung là quay cũng khá là nhiều rồi. Nên là hôm nay sẽ tập trung vào hai con xe dành cho mấy anh em lớn tuổi nhá. Con review con TBL 500 trước đi. Con này đổ phong cách hàng lây nha anh em. Xe như 2018 đó. Xe biển 61 Bình Dương nha anh em. Đồ chơi ngập mồm. Con này có cái thùng đằng sau nè. Không phải như cái chỗ ngồi rồi, gắn thùng chưa gắn thùng nha, chỉ có cái chỗ ngồi sau thôi nè. Hai thùng hai bên này. Khoan nói về chất lượng xe trước thì anh em mình review đồ chơi trước đi. Hai thùng này, bô này, đồng hồ thì đã được rời xuống đây nhá. Rồi ghi đông đây cho anh em coi. Ghi đông thì đã được trang bị gắn quả ghi đông này, chắc ghi đông tự làm quá. Ghi đông này tự làm anh em ạ, nhưng mà theo phong cách của Hoàng Lê nhá. Em thấy không, ngồi khá là thoải mái luôn, tay cực kỳ cao luôn. Cái này có trợ lực côn này, bóp cực kỳ mượt nha anh em, nhẹ cực kỳ luôn. Xe thì 2018. Đồ chơi ngập mồm nha anh em. Đồ zin đây, mình có thể giới thiệu review cho anh em đồ zin đây. Ví dụ như ghi đông này, bô này, gương này, hai cái thùng này. Đó, đây là mình chưa gắn vô nha. Đó, đồ zin là còn đủ cho anh em nhá. Nên là anh em mua thì yên tâm về vấn đề đấy ha. Thích về zin thì về, mà không thì để cái kiểu này mình thấy cũng khá là đẹp. Anh chủ xe dọn khá là, nói chung là vừa mắt nha. Nhìn y chang hàng lây. Nói chung là đồ chơi thì có xương xương vài món. Được cái này mình thấy là chở, nói chung là hỗ trợ người lái cực kỳ tốt nha. Bóp côn nhẹ như mấy con đèn center 150 anh em ạ. Đèn thì đã được thay xi lông rồi nha. Đồng hồ thì giờ xuống đây nhìn cực kỳ gấu luôn. Yên tâm nhá, 100% là bao anh em zin luôn, đừng có đụng chạm hết, đồ chơi xương xương, đồ zin còn đầy đủ nhá. Đó, thì gà đang bán con xe này là 149 triệu nhá, TBL 500, xe 2018. Đó. Anh em nào thích bản độ thì có thể chơi con này. Còn ví dụ mà anh em không thích độ đúng không, anh em thích xe zin nguyên bản á, thì trong này mình cũng có cho anh em luôn nè, đây, đây. Nguyên zin nha, chưa có độ chế gì hết là không có, nói chung là xe zin nó như này nè, ghi đông thấp như này, đồng hồ trên đây, đó, thấy chưa? Cũng 149 triệu luôn. Ok, thì đi ra đây review cho anh em con Intruder này, hai con TBL 500, 149 triệu nha anh em, một con, đồ zin còn đủ. Con này thì mình có quay rất nhiều rồi nhưng mà mình chưa có review con này, vì
nói chung là tâm sự thật anh em luôn nha. Mình lần đầu tiên mình thấy con xe này đó, nên là mình cũng chả biết bắt đầu review từ đâu. Mình chỉ biết là con xe này nó đã được đổ từ đầu đến cuối rồi, nguyên bản của nó là sẽ không như thế này, nhìn nó rất là khác nha anh em. Anh em nào muốn xem xe zin trực tiếp con xe này á thì có thể lên Google nha, anh em search Intruder 400, nó sẽ ra xe zin của xe này. Nó sẽ không được đẹp như này đâu, nhìn nó kiểu nó thô lắm. Con xe này đã được đổ rồi, đuôi điếc rồi, đầu đèn các thứ là được đổ lại hết rồi, bô này đó, tay lái này, nói chung là đầu, nói chung là mình chỉ biết là khi mình search trên Google con Intruder này là nó đã không có giống y chang này đâu nha. Con này là bản độ rồi nha, dành cho anh em là thích sưu tầm con này chắc đời chín mấy á đó. Đấy là lý do vì sao mà mình không có review con này á, là như vậy. Xe này thì nó ở nhà mình lâu rồi, vài tháng rồi, nhưng mà chưa có cơ hội. Nay thì về cái con này thì tiện mình lôi nó ra để mình review cho anh em luôn, để cho nó cùng với kiểu giá cruiser á, để cho anh em nào lớn tuổi cô đây lựa thì hai con để sát đây cho dễ lựa ha. Intruder 400 đấy, cho anh em coi máy này. Đó, thấy không? Đẹp không? Thậm chí có thấy cả trong gương luôn nha. Đó. Ok, thì để mình nổ máy cho anh em nghe thử ha. Tiếng bô của nó chua chát lắm. Ở ngoài đường á thì thật sự là rất là đông đúc như thế này. Mình nẹp bô thì mình cũng em lại xíu, chứ thật sự bô nghe ngoài nó phê lắm anh em ạ, nghe nổ cực kỳ phê. Đó. Nên là chỉ có nổ cho anh em một chút thôi, không có dám nổ nhiều được vì nó hơi ồn ào á, ảnh hưởng mọi người xung quanh á. Đó. Thì chi tiết để quay cho anh em cận kẽ là đủ thứ nhá. Intruder 400 con này thì hiện tại nha là nó còn hai cái thùng hai bên này. Cực kỳ đẹp nha, xe biển số Sài Gòn nha anh em. Hai cái thùng hai bên này, nhưng mà mình tháo ra do là mình ở trong nhà nó chật quá, đâm ra nếu mà mình mà để thùng thì rất là tốn diện tích. Mà đặc biệt nha, con này chạy bằng láp nha anh em. Nè. Thấy chưa? Khi mà gắn thùng vào nha anh em, nhìn cực kỳ đẹp luôn, ngầu cực kỳ luôn nha anh em. Đó, bên này đây. Anh em nào mà đam mê mấy cái kiểu dòng như thế này á thì alo cho mình nha, số điện thoại của mình cứ để trên góc màn hình á. Con này thì nói thật với anh em là mình không có am hiểu gì về nó, nói thật luôn, mình cũng mới nhìn thấy nó lần đầu thôi, nên là mình không có review anh em con này là như vậy á. Thì tiện hôm nay mình lôi ra mình quay cho anh em coi đó, cái độ mà coi như là nước xi rồi máy móc cho nó anh em êm du luôn nha. Đó, ok. Thì cả đang bán con xe này á là 95 triệu nha anh em. Xe biển số Sài Gòn, bao công chứng cho anh em nha. Xe là thanh lý hải quan, thanh lý toàn quốc nha anh em. Anh em lưu ý cho mình cái nha. Đó. Trong hai con này á, anh em nào thích thì alo số điện thoại của mình nha. Mình để 0974847553, địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Vĩ An, Bình Dương nha anh em. Đó. Nhà thì đây. Hầu như toàn xe thể thao, bữa như có vẻ con Z8 này chưa quay cho anh em này. Để quay luôn nha. Báo giá đi. 165 triệu này, con này 215, con này là bản không ABS nha. Đó. Đấy chưa? Rồi, qua bên này là Z8. Con này thì bản ABS 216 nhá. Con này mình đang bán là 178 triệu. Đó. Trong kia thì có Ninja 400 này, 122 triệu 219. Còn trong kia là CBR 250. Đây, CBR 250 mình đang bán 128 triệu cho anh em, 219. Còn kia là CBR 500 2020 luôn nha. Thì đang bán con đó là 155 triệu, 155 hay 165 ta. Từ từ để nhớ lại, cái nhiều xe quá, nhiều khi nó lộn đấy.
đọc giá lại cho anh em đấy. Rồi ok, 165 nha, mình lộ thông cảm mình xíu nha anh em. Ngoài ra thì cửa hàng hầu như là tất cả xe phổ thông nó có đầy đủ hết nhá. Anh em nào thích thì alo điện thoại ha. Ok, thì clip tất tin dừng tại đây thôi. Anh em nào thấy hay cho xin một like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt anh em nha.